Đây, chào bà con nha. Mình bên trại nhím giống Phan Tùng. Địa chỉ tổ 12, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Nên làm cái clip nho nhỏ quay mấy em nhím con này cho bà con xem và tham khảo nha. Hai anh chị này ăn no là giờ ngủ. Con này tầm 5 kg con nha bà con. Những cái bố mẹ à, bên kia mẹ dẫn con này. Đây ba anh chị đây, một con đực hai con cái, loại này là loại chung chung và tầm 7-8 kg một con. Chị này mới để lưới đầu mà để có một em thôi. Chuồng trại mình cứ xây dựng như vậy là thoáng mát. Giờ này là giờ các em đã ăn no rồi đó. Đây mấy em 2 tháng tuổi. Mới tắt cái đây mấy hôm. Chuẩn bị để giao cho bà con này. Con này được gần 1 tháng này. Hai bé đen thui giống mẹ luôn. Này, hai mẹ con các chị bên kia chị đang bầu này, nhìn cũng mệt lắm rồi, chắc sắp đẻ này. Còn chị bên này thì đẻ 2 con đây, chị bên này 1 con, chị bên kia 1 con. Đây có 1 con này. Kia đây 2 con. À, chuồng trại mình thiết kế như vậy làm rất là sạch sẽ, cứ xịt nước là chảy đi hết, xung quanh mình ốp gạch bông như vậy rất là khó hư. Chứ bình thường là mình nếu như mà xây lên mà tô bằng
xi măng không thì nghiệm xe can hư, nó không có bền. Tôi nhớ làm một lần cứ làm mà lót gạch men như một lần luôn, không lo vấn đề hư. Rồi, xin chào bà con nhé. Mọi chi tiết thắc mắc thì bà con vui lòng liên hệ Trải Nhiêm Giáo Phan Tùng, tổ 12 khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Kiểu, Đồng Nai.